Uh, dạ vâng, uh, shop phụ kiện PCP Tù Anh lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở kênh nhá Tiếp tục ngày hôm nay lại đi test một khẩu uh, Condo Z Talon cấu hình tầm khá Trả hàng cho anh khách người yên bái đây Thì đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh nhá uh, Chúc anh và gia đình có một sức khỏe thật tốt để theo đuổi cái niềm đam mê sản phẩm của mình thì uh, Trên thị trường có rất nhiều đơn vị bán hàng và anh đã đặt niềm tin cho bên em Để em có thể lắp ráp hoàn thiện cho anh một cây uh, uh, Condo Z đây thì anh em nào mà đang quan tâm đến cái mặt hàng sản phẩm súng hơi, súng nén khí này mà có nhu cầu muốn chơi thì quá có thể tham khảo qua kênh của bên em nhé. Thì em bán hàng trên kênh YouTube rất nhiều năm rồi. Đấy, anh em mua bán thì gọi điện trực tiếp cái bạn Zalo cho bên em qua số điện thoại em để trên video này cũng nhé. Ở trên kênh thì em có đăng tải rất nhiều video về súng ống và mặt hàng sản phẩm. Thì em có thể qua kênh xem trực tiếp. Anh em ưng mẫu nào, muốn mua mẫu nào thì alo cho bên em. Bên em sẽ lên đơn và lắp ráp gửi cho anh em và các bác. Thì vẫn nhận là lắp ráp gửi xe nguyên cây nhé tất cả cấu hình từ condo cho tới bích em muốn mua cây tầm bao tiền thì em đều lắp ráp gửi xe cho anh em gửi xe lại gửi xe này là em gửi nguyên một cây như thế này cho anh em đóng hàng là một gói em sẽ nhận hàng và thanh toán tiền qua nhà xe đấy về anh em chỉ việc bắn thôi không phải lắp ráp cái gì nhá đấy, em nào mà chưa biết cách lắp ráp thì mình có thể nhận nguyên cây như thế này về chỉ việc chơi thôi các bác nhá thì à, mua bán thì em gọi điện trực tiếp cho bên em. Đấy, muốn mua cây tầm bao tiền thì bên em cung cấp phụ kiện cho qua như vậy. Qua Zalo thì em à, có thể là gửi hình ảnh mẫu mã sản phẩm cho anh em ở trên qua Zalo. Còn à, về cái à, cấu hình của cây này thì ở đây là một khẩu Condo Z Talon này, bao cho em chơi cự ly là 60 m là chuẩn tâm này. 100 m em có thể săn cò. Thế là 60 m thì em bao cho anh em chơi cự ly đó là bằng ngón tay như này là chuẩn tâm. 100 m anh em có thể bắn bằng lấm đấm này, bằng cu, chim, cò đấy có cô gái hay là cò kiếc 100m hạ mồi tha hồ không nhá Cái này thì anh khách đã yêu cầu là lắp uh, ngắn gọn để đi rừng thì uh, chiều dài của cây này tổng thể của nó sẽ là 80cm cho anh em đấy để mà tháo van bình ra thì tháo giảm ra là giảm đây lòng nó sẽ dài đến đây em thấy không? lòng nó sẽ dài đến đây đấy, cái lòng nó của nó đây. Đây, đấy chưa cái lòng đây định tâm đầu cành này. Đấy, cho anh em bác cái giảm Azifox này được cái lợi thế nó sẽ có định tâm đầu cành cực kỳ là chắc thì tránh tình trạng va vách nhá. Đấy. Giảm thì cực kỳ êm, ba 35 chơi cực kỳ sướng rồi. Đấy. Em nào muốn chơi như thế này thì alo cho em nhá. Thì anh em có thể thay thế cấu hình nữa talon và thẳng dài tùy. Muốn lắp cây dài thì báo em. Đấy, cây dài thì nó sẽ lắp cành hai inch, còn talon thì sẽ lắp cành 14 inch. Nên anh em muốn lắp như thế nào thì báo shop, shop sẽ lắp cành như vậy cho anh em và bác có nhá. Còn về cấu hình của cây này hiện tại em đang lắp ở đây đó là bình thì sẽ là bình nhôm đít tròn này. Bình em đế tròn nhá, đế tròn cực kỳ đẹp không chuẩn ba năm xưa nó trong ngoài van z có đi kết bản chuẩn công ty đã qua xử lý của mà làm lại bên em có một khung vào ruột tay cầm gỗ nhá khung không vuông à, có thể kéo quy hai bên các nhá ruột bọc đồng tay kéo nóc chống gãy có thể kéo quy hai bên này đấy anh em nào thợ tay trái thì mình có thể đổi chiều tay kéo sang bên này đấy, đấy ruột bọc đồng à, lò xo thửa bên em đấy tất cả cái đồ trên cây này thì em nói luôn là tất cả đồ của nó đều là đồ loại một cho anh em của bác nên anh em yên tâm nhá nó xoa so thửa này à, tăng chỉnh búa này khung vuông uh, cho anh em này tay cầm gỗ laminate này đấy tay cầm gỗ laminate cực kỳ đẹp nhá tay này thì có màu hồng màu đỏ như này và màu xanh thì em nào mà thích màu nào thì em sẽ lắp màu đấy xanh hoặc đỏ tùy nhá giảm âm mang Fox V35 cảnh XM8 loại 1 zin 8 khương tuyến có thể chơi hai dòng kẹo là lấm chì và sờ anh đấy ngay yêu cầu để là áp là 135 để chuyên chơi sờ Đấy, thì em sẽ làm áp uh, để chuyên chơi sửa lung cho bác là đi săn đi rừng săn thú đây đấy uh, cành sẽ dài từ đây cho tới đầu giảm này là 14 bốn và 35 cm các bác nhá kính thì uh, sẽ kính ngắm tmd tâm số này hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm tâm hại số trong kính uh, có dấu chấm ở giữa cho anh em và các bác chơi và hàng kính này thì chống rung chống giật anh em đi rừng đi núi thì lựa chọn cái dòng kính này chơi thì cực kỳ là phê rồi đấy thứ nhất là độ sáng nét và thứ hai là cái tâm kính của nó sẽ dễ chơi Bên này em nói thật luôn là em đi săn rất chi nhì Thỉnh thoảng đi săn ấy Để mà săn thì em thề luôn chỉ thích đi săn cái dòng kính này thôi Đấy, về những cái dòng kính khác Ví dụ như Westminster hay là những cái dòng kính khác Thì cái tâm kính của nó nhiều quá Cũng không thích Đấy, nhiều khi là chỉ cái lắp con VTZ và để đi săn thôi Cũng không thích nhiều cái tâm kính đâu Tâm nó cứ chằng chịt ở kính ra nhìn nó cứ mờ hoa mắt ra làm gì đâu đúng không? Nên là cứ chơi những cái dòng kính như thế này là cũng ổn ổn được các bác nhá. Đấy. À, cái này thì em báo giá luôn là 6 triệu 900 nhá. 6 triệu 900 tặng kèm cho anh em và các bác đó là một cân đạn trì à, và à, phụ kiện trong sim nó so đi kèm đầy đủ. Còn anh em nào mà muốn ví dụ như là à, mua bơm riêng thì em sẽ kèm theo bơm và khi mà anh em mua bơm theo súng thì nó giá cả sẽ mềm hơn. Đấy. Giá này thì sẽ chưa bao gồm phí cước đâu các bác nhá. Anh em nhận xe thì sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước miền Bắc thì hỗ trợ giúp em là 300 còn miền Nam thì em hỗ trợ giúp số 500 à, cái tiền phí vận chuyển cước xe đấy cái tiền phí vận chuyển cước xe đấy thì à, anh em gửi xe miền Bắc thì à, nó sẽ khoảng là 6 700 thì em cứ phụ thêm 300 còn đâu bên em chịu còn anh miền Nam thì 5 đến 700 à, là em phụ thêm còn đâu cước của nó sẽ rơi vào khoảng hơn một triệu đồng cơ đây anh em phải hiểu nhá mặt hàng nhạy cảm đây là nhà xe lấy hơi cao lên anh em cũng phải thông cảm giúp sốp đấy còn sáu triệu chín khẩu như thế này thì em nào muốn chơi thì liên hệ kết nối cho em qua số điện thoại em để trên video này các bác nhá. Còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhá.